thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, sáng nay các đại biểu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ngoài giám đốc hai sở Nội vụ và Công thương trả lời hai nhóm vấn đề được cử tri quan tâm thì phiên họp cũng tiến hành chất vấn mở với các nội dung về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành phiên chất vấn. Mở đầu phiên chất vấn, Giám đốc Sở đội vụ Nguyễn Viết Hưng và các sở ngành liên quan đã đăng đàn trả lời chất vấn về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giải quyết cán bộ dôi dư sau sắp xếp. Theo báo cáo, Nghệ An là một trong số các địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thực hiện sắp xếp nhiều nhất cả nước trong giai đoạn 2023-2025. Theo kế hoạch, tỉnh dự kiến sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, 92 đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Nghệ An còn xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng. Liên quan đến nội dung này, các vấn đề được đại biểu quan tâm đặt câu hỏi, đó là phương án giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Khi sắp nhập các đơn vị nông thôn vào đô thị thì cần thực hiện các lộ trình nào? cũng mong muốn là ông giám đốc sở nội vụ làm rõ thêm và giải về giải quyết số lương cán bộ dối dư sau sắp nhập các phương xã đối với chủ tịch mặt trận tổ quốc chủ tịch hội cựu chiến binh chủ tịch hội phụ nữ và bí thư đoàn thanh niên và đặc biệt là quan tâm tới các đồng chí cán bộ đoàn quá tuổi chúng ta tập trung chuyển sang công chức như là cái lần 19 tháng 1 chúng ta đã chuyển đổi một số sang đối với công chức làm công chức tuyển đến làm vị trí lãnh đạo nhất là trong cái dịp bầu cử đấy để chuẩn bị cho đời đảng hoặc bầu cử đại biểu của bầu cử quốc hội đồng nhân cả cấp đây không giải quyết được thì chúng ta cũng vận động để có thể là nghỉ nghỉ trước tuổi để cái này chúng tôi đang xây dựng nghị quyết tham mưu xây dựng nghị quyết hội đồng và có thể chuyển việc khác chuyển lên chuyển lên huyện chuyển lên tỉnh nếu mà đủ yêu cầu cũng như hướng dẫn nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn khi thực tế việc thay đổi giấy tờ rất phức tạp và rườm rà vậy sau sắp xếp có giải pháp nào để giảm sự phiền hà cho người dân cùng với đó là hướng dẫn thụ hưởng chế độ cho người dân khi sắp xếp xã đặc thù với xã không đặc thù chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và nhân dân ở các xã chính sách có chính sách đặc thù sau khi sập nhập vào các xã không có chính sách đặc thù thì được thực hiện như thế nào khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã làm thay đổi tên gọi địa giới hình chính cấp huyện cấp xã phạm vi khối xóm thì vẫn áp dụng chế độ chính sách đặc thù và được thực hiện như sau. Người dân trên địa bàn khối xóm của đơn vị hành chính cấp quyền cấp xã sau khi tiếp tục hưởng chế độ chính sách đặc thù như thời điểm trước khi thực hiện sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang bám sát quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch. Tuy nhiên, trong cán bộ và nhân dân vẫn đang có một số tâm tư, băn khoăn, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành. Đó là kế hoạch sử dụng các trụ sở dôi dư để tránh sự lãng phí. Cùng với đó là việc giải quyết các khoản nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương sau sắp nhập trở thành đơn vị hành chính mới. Phương án xử lý tài sản công sau sắp nhập thì dự kiến như thế nào? Bởi vì nếu như chúng ta không xây dựng kế hoạch sớm thì sẽ dự đến tình trạng là lãng phí tài sản công và đất đai. Ngoài phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Tuấn Dũng giải trình thêm về nội dung câu hỏi của đại biểu Trần Phan Long, tổ đại biểu thị xã Cửa Lò, về công tác lập các quy hoạch và quy trình thực hiện khi sắp xếp các xã vào đô thị. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành giải trình về phương án sắp xếp trường lớp học sau sắp xếp đơn vị hành chính của đại biểu Trần Thị Thanh Huyền, tổ đại biểu huyện Thanh Trương chúng tôi trên cơ sở uh, dự phối hợp cơ sở uh, nội vụ đã dự kiến các cái đơn vị tích hợp trong quy hoạch tỉnh thôi chúng ta không móc là cử nhập tiểu học và trung học trung học cơ sở và học cơ sở mà tùy vào quy mô điều kiện uh, đi lại thuận tiện của sinh thì chúng ta có thể nhập là trường tiểu học và trung học cơ sở Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải giải trình làm rõ thêm vấn đề mà đại biểu quan tâm về sắp xếp các trụ sở, cơ sở đất đai rồi dư, dư. Theo đó đến nay đã có phương án sắp xếp 4.269 cơ sở, đạt hơn 86%, trong đó có một số địa phương tồn động lớn như Tương Dương, Nghĩa đàn. Giám đốc Sở Tài chính nêu giải pháp trong thời gian tới. Đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện một số cái việc như điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cho phù hợp với cái mục đích sử dụng mới, xác minh cái nguồn gốc sử dụng đất để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý và đề nghị các các huyện phải thực hiện lập cái phương án để trình cơ quan có thẩm quyền, quyền phê duyệt trong năm 2024. Sau phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ và các ngành liên quan, một số đại biểu vẫn bày tỏ sự trăn trở và đăng ký tranh luận, đó là các vấn đề về phương án giải quyết cán bộ dôi dư là tình trạng một cán bộ xã kiêm quá nhiều phần việc ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công tác. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Thanh quý nhấn mạnh, trong phần chất vấn này đã có 20 câu hỏi của các đại biểu, cả câu hỏi chất vấn và trả lời của lãnh đạo các sở cũng trách nhiệm đúng trọng tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng khẳng định đây là chủ trương lớn quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Việc sắp xếp địa giới hành chính là mở rộng ra không gian phát triển, mở ra tiềm năng lợi thế và thông qua đây tinh gọn được bộ máy, tinh sản biên chế. Tuy đây là một vấn đề khó khăn, phức tạp và có những việc kéo dài phải giải quyết, kéo dài đến 5 năm. Về giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. 6 cái chất vấn nội dung này thì giao Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt kết luận và các nội dung mà các ông giám đốc sở thủ trưởng các cơ quan đã nêu đã cam kết và cùng giao thường trực hội đồng nhân dân các ban hội đồng nhân dân của tỉnh đấy rồi các tổ đại biểu các đại biểu thì tăng cường giám sát tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện cái nội dung này trong thời gian tới để cái việc chúng ta sắp xếp địa giới hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và mở rộng địa giới thành phố Vinh là được thực hiện đúng kế hoạch có chất lượng nhân dân thì đồng thuận ủng hộ và sau sát nhập thì chúng ta sẽ nhanh chóng để mà xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế rồi đáp ứng cái nhu cầu phát triển và các mục tiêu chúng ta đặt ra khi mà trình được chính phủ thông qua rồi thì lại phải ngay sau nhóm nội dung chất vấn về ngành nội vụ giám đốc sở công thương phạm văn hóa đăng đàn trả lời chất vấn các nhóm vấn đề quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phòng chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển kinh doanh hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ quy hoạch chuyển đổi mô hình đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh nghệ an Sát với đời sống dân sinh nên nhóm vấn đề thuộc ngành công thương đã nhận được nhiều câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Công Văn, huyện Nghi Lộc nêu thực trạng quy hoạch chợ trên địa bàn tỉnh đang tồn tại nhiều bất cập và cần có giải pháp mang tính căn cơ. Thực trạng công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chợ trên địa bàn của tỉnh trong thời gian vừa qua, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trách nhiệm của tham mưu của ngành và những giải pháp chính để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch chợ theo như quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt. Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Công Thương thừa nhận lâu nay có nhiều vướng mắc tồn tại trong quy hoạch chợ, trong đó bao gồm cả những trồng chéo về các quy định pháp luật và chính sách phát triển. Theo đó, Chính phủ mới ban hành Nghị định 60-2024 về phát triển và quản lý chợ sẽ là định hướng để tháo gỡ các vướng mắc. Hiện nay có một cái <laughs> rất mới là Nghị định 60 chuẩn bị ban hành. Và trong nội dung Nghị định 60 này thì một nội dung rất quan trọng sắp tới phải làm đó là triển khai công tác kế hoạch để đầu tư phát triển chợ trong cái giai đoạn tới thì cái nội dung này thì uh, trong nghị định thì giao cho tỉnh nhưng mà điều kiện ủy ban tỉnh nhưng mà điều kiện của tỉnh ta thì tất cả các chợ đã phân cấp cho huyện do đó sắp tới chúng ta việc phải làm đó là ủy ban tỉnh sở công thương sẽ tham mưu ủy ban tỉnh chỉ đạo cái nội dung này thời công thương phối hợp với các sở ngành có cái hướng dẫn còn tất cả các địa phương trên địa bàn ra soát để xây dựng kế hoạch cụ thể cho đầu tư phát triển trong chờ trong giai đoạn tới tai nạn nếu như quy hoạch là vấn đề mang tính vĩ mô thì câu hỏi của đại biểu Hồ Văn Đàm huyện Quỳnh Lưu lại rất cụ thể khi đặt vấn đề về chợ cóc, chợ tạm và các nguy cơ liên quan. Việc người dân từ lập các cái điểm họp chợ tự phát tiềm ẩn những cái nguy cơ như tai nạn, rồi nguy cơ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Thì vấn đề này thì diễn ra nhiều năm và nhiều nơi, nhiều địa phương. Đề nghị ông giảm đốc sở công thương cho biết giải pháp gì để phối hợp với các cấp, các ngành để xử xử lý lâu dài và phương bên cái vấn đề này. Tách nhiệm cái nội dung này là trách nhiệm quản lý đô thị của chính quyền địa phương. Còn hàng năm thì sở công thương, sở giao thông thường xuyên tham mưu văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nội dung này. Bên giao thông thì liên quan đến an toàn giao thông. Bên công thương liên quan đến cái toàn kinh doanh chờ và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay thì cái quản lý chỗ này cũng chưa tốt. Nhiều địa phương có chờ xây dựng kháng trang, nhưng quản lý không tốt, tư thương không vào. Chờ kháng trang thì vẫn trống, mà dân vẫn học ngoài đường, nhất là dịp lễ dạ tết cái này tham thì cái cái trách nhiệm chúng tôi tiếp tục tham ủy ban tỉnh để chỉ đạo các địa phương làm tốt hơn cái việc này đại biểu trần thị khánh linh thành phố vinh đặt câu hỏi về thực trạng hàng rong hàng hóa không rõ nguồn gốc trước trường học và bệnh viện chưa được kiểm soát chặt chẽ trả lời câu hỏi này giám đốc sở công thương đề cập đến việc phân cấp quản lý cho địa phương đại biểu trần thị khánh linh tiếp tục tranh luận về nguồn gốc hàng hóa trước cổng trường thì không những có bán hàng rong mà còn có những cửa hàng bán cố định và các sản phẩm này thì không có nguồn gốc xuất xứ và ý tôi muốn hỏi rằng là những sản phẩm này nguồn gốc xuất xứ như thế nào vì trên báo bì của sản phẩm toàn chữ trung quốc và không có nguồn gốc xuất xứ và lâu nay thì đã xử phạt được vụ nào chưa mà đã xử phạt rồi thì vì sao những cái hàng hóa này lại vẫn dễ mua như thế và bán rất là nhiều rất là tràn lan không chỉ là hàng rong đâu mà trong cả cửa hàng tập hóa cố định trước cổng trương vẫn bán rất là nhiều ạ. bàn bán tại cả cửa hàng thì cái này là các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra. Tuy nhiên kiểm soát thể thì ở mức đầu nào đó như đại biểu phản ánh là vẫn đang còn hàng không có xuất sự Đây là cuộc đấu tranh hai mặt. Tôi nói như rồng ra đấu tranh hai mặt. Giữa cái tốt, cái xấu, giữa cái thật, cái giả, giữa cái chính nghề, cái phí nghĩa và sức mạnh chính là thị trường mà trong đó có cái vai trò rất quan trọng của người tiêu dùng chứ không phải hoàn toàn chỉ vào lực lượng chức năng nhiều câu hỏi được tập trung về nhóm vấn đề liên quan đến quản lý chợ được các đại biểu của Quỳ Hợp Quỳ Châu đặt ra như số lượng chợ chưa được xếp hạng còn nhiều, sự cạnh tranh của thương mại điện tử đối với chợ truyền thống. Còn đại biểu Nguyễn Duy Cần, thành phố Vinh quan tâm đến vấn đề phòng cháy chữa cháy. Cái công tác phòng cháy chữa cháy ở chợ rất khó khăn và phức tạp, thường gây ra cái thiệt hại lớn nếu để xảy ra cháy. Xin ông cho biết cái giải pháp trong cái thời gian tới để thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ. Sắp tới thì chúng ta sẽ ra soát nâng cấp và quan tâm cái nội dung này. Đây là nội dung cùng với cái, 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 cái vấn đề môi trường, vệ sinh môi trường của chợ. Thì quan tâm trong cái nội dung để mà nâng cấp cải tạo cả cái chợ trong giai đoạn sắp tới. Giám đốc Sở Công Thương cũng đã trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan đến các nội dung như tỷ lệ sản phẩm đạt quy chuẩn an toàn thực phẩm còn thấp, giám sát nước sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm ở cơ sở giáo dục mầm non, vấn đề quản lý thuốc bảo vệ thực vật chợ đêm ở miền núi. Trên cơ sở các nội dung liên quan, chủ tọa kỳ họp cũng đã đề nghị các sở ngành như xây dựng y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công an trả lời làm rõ thêm các nội dung liên quan. Tại mà đưa cái nghị quyết này vào để có hiệu quả thực sự. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Phiên họp này tiếp tục được Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp trên hai sóng phát thanh và truyền hình, trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn, app NTV Go và các Facebook Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV.